chào mọi người ha. Thì hôm nay mình làm cái video ngắn này để gửi lời cảm ơn đến quý bà con, cô chú, các anh chị em, quý thầy cô, quý đồng nghiệp cùng với các em học sinh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mình. Cuối lời xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường sắp tới. Xin trân trọng